Rồi thăm bãi rắn Thác Thu quá bạn ơi, gặp hai chồng của anh chị đang câu cá nên mình quay cảnh câu cá cho bạn xem luôn nha. Thế trời chứ thăm bãi rắn thì mình mới đặt bẫy thăm được mấy cái, chạy ngang này gặp ảnh hai chồng ảnh đang câu cá nè, sẵn quay cho mọi người xem. Mình cũng đam mê câu cá dữ lắm mà sát cá dữ lắm. Nè câu ăn thức mồm mồi thức ăn. Đó đó đó, cái cá ghĩa ghê. Ó ơi xong rồi. Trời ơi. Tiếc bạn ơi, mới liệt phao giục xuống liệt rồi giật sảy à. Ồ bên kia cá đang bóng bên kia. Trời ơi kìa. Quá trời quá đất bên kia. Hồi ơi kìa. Tại sao quá bạn? Quá trời bên kia, nó ăn móng kinh khủng không? Để quay gần cho bạn xem nè. Quá trời ăn móng. Đó các bạn thấy bên kia không? Nó ăn móng kinh khủng không? Okay. Đó bạn ơi, coi bên kia cái vụ cái chỗ trống trống bên kia đó, ăn móng hê hồ không? Ôn công này bì vậy. Nhìn thấy mê quá bạn ơi, quá cá. Hồ hồ bên kia, dũng bên kia. Ở quận thấy ớn lạnh luôn không? Kinh khủng rồi chứ. Vô giống bên kia. Trời ơi kìa. Cái phao như nhịp nhịp hả ta? Này anh câu chủ yếu dính cái gì anh? Cái giò. Ôi anh kia ăn móng quá trời ăn móng kìa. Ngọc ngư lắm này, cái vụ nhỏ nhỏ không à, còn tên nửa tiếng. Ừ ở mấy kia câu dính con chừng có cái hầm mà nuôi ngon lắm á, quá trời cái giò nãy giờ anh chỉ câu rồi mà quá cái giò cái he nè, anh câu mà mồi thức ăn với mồi dán rồi 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 xong đó, ít ra phải vậy chứ. Cái này được có hầm ha, nuôi ha, hầm gì nuôi ngon. Thấy không, hai chồng đi câu cá tát biển Đông cũng cạn nữa. Ảnh câu chỉ móc mồi với gỡ cá, nãy giờ đứng đây mà hãy giờ không dính cá mình tưởng đâu mệt tại mình không. Thế em giờ sát cá dữ lắm à. Ông bên kia quá trời luôn đó, rồi xong trời ơi còn mồi. Đây cái giò nhỏ 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 nhiều không? Con kia ục ngư cho con kia. Người câu rượu dính cái giò con 4-5 kg. Dạ. Ừ. Có liệt liệt phao nó kìa. Cái phao này dễ thấy, tại nhà con muốn có câu cá mà dạng câu quay phim câu chơi á. Mua nó có phao nhỏ quá, câu cái rô. Đó đó đó, nó nhịp nhịp rồi đó. Kìa ục thấy ham không? Tại mình nó xa bờ quá. Đó đó, xong một ẻm. Cái chốt cái gì anh? Cái vô. Anh không lẽ để nước không, để đang ngồi nó khô nhớt không chết quá trời mà. Đây cái giò, cái giò này về anh bán hả? Muối xả. Muối xả chứ anh câu ngày nào cũng câu quá trời cá thì ăn hết từng mới câu là à dạ. Hai chồng câu chỉ cũng hai cần câu nữa câu kia nó bốn cần mọi người à. Cái tảng là câu mình bốn cần à. Nào em ngủ gắn hôn mang chúa mình đi theo câu mới được, hai chồng đi câu mới được. Đó đó trời ơi. Ủa.
không nhảy nhảy thì trời, nó dục xuống lại vậy kìa. Kìa nhiều như cá nuôi vậy ha. Dạ, kìa quá trời cá nuôi, giống như cá nuôi luôn á. Ốc ngư vân. Nó nhũng bên đó đó. Ốc ngư vân luôn. Dính không á. Ghê ốc ghê, làm như cá nuôi vậy trời, như hầm nó. Cái này gần mấy sông, gần cộng mấy thận không? Hình như là cá giò là nó đâu có đẻ đâu không ta, là do người ta ấy phải không đó. Trời ơi sảy tức quá, cá giò này như tự nhiên là nó đâu có đẻ, người ta ép hay người ta ấy hay sao. Ôi tiếc quá bạn ơi, nó cá ăn liên hồi luôn. Mình điều ở đây cá giò nhỏ nhỏ nha, nó không có bự đó, nó điện nữa kìa. Trời ơi cá ngộ trời, cá nhỏ à. Ủa, ục mình bạn coi đó, ục kinh khủng không, nó nhoi nhoi vậy. Đó 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 đó, liệt liệt mày hả lị, mày hả lị vô liền. Cái hai chồng là chuyên nghiệp ghê, chồng câu cá gì vợ móc mò gỡ cá. Đây đầu nghề có ảnh kỹ nè, lưỡi câu rồi thức ăn chuối rồi thức ăn được đầy đủ luôn. Ủa nguyên như đó không à, cả nhà ăn nhà dễ gì hết nổi, quá trời cá mà. Câu mồi mồi dán, cần mồi dán cần thức ăn. Anh đi qua tình định qua đó hả? Đó liệt anh đây, gọi lụm cá bự à. Các bạn thấy đã không, cá toàn cá dồ không nha, liên hồi luôn. Lên cá liên hồi cái này ăn hết cả làng ăn luôn á. Chắc mình vốt thu bữa nào cũng qua anh đây làm clip rồi. Quá trời cá rồi. Bữa nay chắc mình quay cái clip này là quay về câu cá luôn quá. Thấy cá lên thấy mê quá. Anh hai chồng anh câu cá thì không làm mà quay phim á. Cái thời gian đâu, anh lần cái chủ nhật anh mới nghỉ. Vậy hả? Anh đâu có ở nhà đâu. Cuộc sống như vậy bạn thấy không, tiền bạc không nhiều chứ hạnh phúc ghê không, vợ chồng đi câu cá vậy. Nhiều khi sống nước ngoài không được vậy đâu nha. Giờ đợi cá liệt rồi. Không... em cũng đam mê cái này dữ dằn lắm. Không vợ. Em mới chỉ biết không, nhìn khi Tết về là mùng 2 Tết thì cũng đi cầm câu rồi chơi nữa đó. À, mê dữ lắm, mà em sát cá dữ lắm. Khi mùng 2, mùng 3 Tết cũng đi cầm câu vậy, ông bà là biết nhiều nữa. Câu này cũng ghiền đó nghe không? Ghiền. Câu ghiền luôn á. Dạ, hai chồng anh chị tính đi qua bên đó rồi. Qua nó tại bên đó cá nó quá trời. Mình ô đằng kia cũng quá trời, anh ô nó ngư dân đằng kia anh. Bây giờ bữa nay mình làm cái clip về câu cá luôn. Giờ phải gắn vừa câu cá nha. Thấy cá đằng kia ô quá trời, đi theo ảnh luôn. Đó, các bạn nào muốn đi câu khỉ không? Giờ mình theo hai chồng ảnh đi qua đây câu nè. Dính cá cha quá trời thấy ham. Các bạn thấy cá cha ụt nè. Kìa, đó, toàn là cá cha không đó. Quá trời không. Nào mình nhúc hù qua đây làm clip về câu cá nữa. Ồ chó à, sổ kinh khủng.
Hello. Mình đi bãi gắn sợ nhất cái này nè, mấy cẩu tặc này nè. Mình nhớ mình đâu có ăn thịt chó đâu mà nó sủ quá trời sủa, nó khóa bẫy mình kinh khủng luôn. Này là hầm cá cha ta nuôi mà. Cái này dục câu ở đây nước là thôi lụm lê lẹ luôn á. Đục ngư chứ nè. Này cá cha nuôi mấy con này chắc khoảng 200 g 300 g à. Ta mới thả mấy chắc như khoảng nửa tháng tháng rồi. Quá trời nó ăn móng mà. Ngư chứ không. Ồ ồ đẹp, cảnh đẹp nè. Mê ly. Ăn móng kìa, kinh khủng. Mỗi lần tao cho ăn thức ăn là vậy đó bạn, nguyên một cái đống rồi đó, khoảng 5-60 bao thức ăn vậy đó. Quá trời không. Giờ mình theo hai chồng ảnh. Dạ cái này loại xình nha. Chó tới đây mà còn sủa nữa. Mình cũng đam mê câu cá dữ dằn lắm á, nhưng có cái là dạng mình chưa có thời gian mà. Đấy bữa nào có dịp. Có dịp rồi đi câu. Dục cũng nói dục là giật lên lia lịa luôn. Ảnh tới 4 cần lắm, nên 2 cần mình che 2 cần. Hai chồng mà phân chia công việc. Ôi ô kìa nó ục kìa. Để quay lại cho nè. Nó ục kìa đó đó, cái này cá xong đó, ục kiểu đó đó. Ngừ chứ. Ồ cái này hay bị gướng cái bạn ơi, khó dục một câu ha. Gướng cái bạn ơi. Gướng dây, gướng dây. Rồi bắn vô đoạn câu này. Cá kìa nó ục, cái nào là cá cha không á. Bị gướng cái bằng hơi khó dục con câu à, lưỡi câu á. Đó xe ta chạy quá trời chạy. Gướng cái bằng hơi khó dục. Ờ nó ăn móng kinh khủng. Cái chỗ đó cạn mà anh, không ngoài bu môn này là cạn, cạn mà dễ quăng qua. À, giờ là hy sinh luôn mà, lội luôn. Lội xong luôn. Nước ngập láng. Bị gướng cái nhánh bằng để tình. Này phà nó mới lên đó, xe chạy kinh khủng không.
này muốn đường cá tra ký mấy 2 ký rồi đã. Đó. Này bị quất cái gánh gừa mà nên mấy bạn hơi khó thấy cái phao. Rồi một ẻm. Con lạnh. Hồi cá kìa. Đó. Như đây nè không? Cả người nhà ăn không hết nổi đâu, ngày quá trời quá đất. Vô. Rồi anh cầu cá thì cực khổ ghê không? Chè lên cái bàn vậy đó. Đứng kiểu đó hồi mỗi giọt kinh khủng. Đâu rồi? Rồi. Nó lội luôn rồi. Chuyển đổi địa điểm mới mà. Cá đang móng chỗ này quá trời nên hai chồng anh chỉ qua nè. Cá ăn móng kinh khủng không? Này cá cha không? Đó, bạn thấy cá không? Ghê hồn không? Anh mua cho tới đây hết ha anh. Nó 4 mét rồi, nó hết 4 mét, nó hôi. Thôi rồi, nó ăn kìa. Ngừ hết trơn. Bây giờ, đó, kìa nhịp anh đây. Cần kia nhìn liệt bao kìa. Kéo phao xuống, móc ngồi vô, kéo phao xuống rồi. Cái cần kia nó cái liệt kìa. Rồi, nhịp sảy quá, rồi. Hết mồi quá. Thôi rồi, bạn thấy kinh khủng không? Thằng nào lấy ra con kéo phao xuống chân. Cái này mà anh chỉ câu 2 cần cái nước thôi. Giật lên lia lịa luôn, gỡ không kịp á. Này cá sông á, con gạch nó nói mà cái sông vô nè, nó vô đây quá trời quá đó. Ủa, ui. Đó, mày hả lị, ít ra quá vậy chứ, con này chà quá luôn. Quá đã. Ngồi là chỉ ngồi gỡ cá chứ móc mồi thôi mà. Ảnh cầm hai tay hai câu, cần giật kìa. Liên bản đi. Con lành không? Rồi cần kia nhịp, mình nhịp ra đó, nhịp bên đây không xảy không. Rồi chắc nghi cái phao hết mồi nữa rồi, mới đó liệt kìa, nó liệt kìa. Ừ, cá thấy hàm chợt. Trời ơi. À. Cái phao kia đâu anh ơi? Trời ơi, anh giật lực hai tay luôn bạn. Anh giật lực hai tay. Cá là quá trời. Chỉ móc mồi móc không kịp nữa. Quá trời luôn. Đó liệt nữa kìa. Trời ơi xảy rồi, tức quá. Mới giục xuống rồi liệt liền, quất liền. Cho anh lực hai tay luôn. Rồi hết mồi nữa chị. Ôi, nó mau hết mồi dưới ha. Móc trên giữa á. chỉ ngồi với móc mồi gỡ cá mà không kịp luôn.
ở mình là trái anh cũng liệt đấy, nhịp nhịp. Ôi rồi, cá kìa, toàn là cá dồ không, còn là cá cha. Ở bạn thấy nhìn cảnh thấy mê không, hết mồi nữa rồi. Đó cần nó khô quá, nó nhịp nhịp thôi. Đó liệt cái, nó liệt mắt phao rồi, trời ơi. Anh cầu hai tay ra giục lên, ta giục xuống. Ngồi tụi đi răng thấy cái trời. Đó đó. Trời ơi. Mất ngon được. Liệt quá trời cá, quá trời cá ngon. Nhìn cảnh này đúng mê thiệt mà. Anh nhục xuống không kịp luôn. Đó. Ôi ôi xảy nữa rồi. Đó. Ôi. Tiếc quá trời tiếc. Mới nhục xuống chưa đầy 2 giây là ghi rồi. Ôi ôi kìa, lên ông móng quá trời kìa. Thấy ham không? Chỉ móc ngồi móc không kịp luôn á. Đó, liệt nữa kìa. Mày hả lị? Ít ra phải vậy chứ. Em gỡ luôn cho. Trời ơi. Chị làm nhanh ghê hồn không? Gỡ cá mà tóc hành, móc mồi tóc hành luôn. Vậy mà không kịp ảnh. Đó. Ui xảy nữa rồi. Ủa có con cá điều hồng nữa kìa. Em mới thấy đó, đó là đỏ. Đó. Ui xảy nữa. Ủa, ịt kìa, liệu khoao luôn rồi. Mày hả lị, mày. con lành. Làm gì á? Anh không, tại anh dầm dưới kia. Giờ dạ, không có thời gian bỏ bị luôn rồi, cứ để dục đóng rồi, gom luôn, bị luôn được rồi. Ủa, nè. Cái này cái gì ta? Cái chim à. Ồ, đã không? Chị dùng đóng này trên này nè. Rồi bỏ vô gọng chứ giờ bỏ gọng không kịp. Rồi. Câu cá gì thì mình thấy mê chứ. Đó. Mình đi phải anh nữa kìa. Anh giật không kịp luôn rồi. Tôi phải anh như hết ngồi nó mới liệt nãy. Cái máy mình quên đem theo chân quay á, phải có đem theo chân quay câu vài cần cho. Mình quên đeo cái chân các bạn, cái chân mà để dựng cái chân quay xuống. Chứ mình thấy việc trực cá này mê lắm. Còn bên tay trái liệt liệt nha. Ủa? Hết mồi vậy.
Hồ ăn móng. Hồi ơi. Ngư á. Móc mồi cái gì, móc cái giữa không á? Móc giữa nè, không thấy trời. Tại cá nhỏ nhiều quá nó ghẻ. Quá trời cá mà nó ghẻ vô phát sức liền. Đâu? Đó. Mày hả lị? Lên. Cá chè tụt tẳng. Cái này rưới còn kiển. Cá nó móc cái chặn hàm nó khó dở ra hồ. Cá nó móc chặn mép luôn quá cứng. Ôi sảy à. Trời trời ngỡ con cá. Nó bị gướng vô cái dây á. Cái dây nè. Nó chỉ móc mồi gần kia cho ảnh trước kìa. Dướng vô cái dây thả cái gọng cá không? Tại cái câu có ngạnh nó móc vô khó. Nè có quẹt này nha. Hết mồi, rớt mồi. Cái lưỡi câu có ngạnh đi, nó móc vô cái công chỉ nó khó gì. Cái câu cá nhìn cái cảnh này thôi quá đã luôn. Con móng kinh hồn. Nó khôn ha, nó ăn hồi thấy hình như nó ngán mồi hay sao. Nhét. Đó mày hả trụ. Rồi liệt anh ơi, liệt. Rồi chắc hết mồi. Mày hả lị? Gỡ cá gì ơi? Chỉ gỡ cái cá không kịp. Ôi bây giờ cá. Cái phao nó liệt nữa, anh mới dục xuống nó liệt nữa mà. Liên hồi luôn. Trời. Cá đầm hả? Cá dồi nó đầm muốn nhức tay lắm. Chỉ làm không kịp luôn mà. Rồi. Liệt anh ơi, liệt mắc phao luôn rồi. Rồi. Ó. Mày hả trời ơi, để liệt lâu vậy mà giật không dính trời. Ghẻ quá chị á. Liệt. Đó, liệt.
tay cầm hai câu này mỏi lắm rồi. Ồ, nó móng. Nói thức ăn nó nổi lên quá trời, nó rỉa sức. Trong bữa mà trời chạy. Con mồi. Liệt liệt. Đậu nó ăn quá chẳng, giờ nó vẫn ít ăn mà. Thức ăn nhiều quá thì sao, nó ít ăn rồi. Đó liệt anh ơi. Đó, nhịp. Hết mồi. Cá này ngộ mà, mình để lâu cho nó ăn sâu vô thì lại sức, lại rỉa sức. Giật sớm quá nhiều khi nó mới rỉa, giật cũng sảy. Ủa, mày gì hả Lị, mày gì hả Lị, cá nó bự nè. Giờ sao đứng ra chỉ đợi đợi cá giật lên rồi chụp liền. Cá nó bự. Cá dính cái mép trên. Có cá có mở. Đừng để phải như hết mọi sao thấy nhịp cũng phát mà em ghe luôn. Đó, hù ồ mới dục xuống quất liền. Đó, ồ ồ khôn ghê ha. Dạ anh nghiêm gì vậy? Nghiêm mọi gì vậy? Thì nó chắc hết mồi. Đó liền nó mất tiêu hao luôn rồi, mất tiêu hao luôn rồi. Ồ. Tiếc cái bận cái đó, cá bự đó, nó cái nó cần gỉ xuống cái mất. Mất tiêu cái phao luôn, cái đó cá bự. Ủa cá đó quá. Cá lóc ra luôn. Để chừng gió cũng không. Rồi. Ủa cá đó cá bự đó, tiếc kìa, nó gịch phát mất tiêu cái phao luôn rồi. Nó bên tay trái nữa kìa, nó gịch nữa kìa. Mày hả Lị? Ủa, cái chim ngon lạnh. Quá trời cá rồi bạn ơi.
À, chắc mình cũng chuẩn bị về. Dính cá quá trời cá luôn. Đó, đây thành quả hai chồng ánh hải già nè. Quá trời, cái này mình câu chiều nữa chắc dữ dằn nữa. Bị này chắc ngay cầm về hết luôn quá. Dính nữa. Mình chuẩn bị về dính nữa bạn. Quá trời cá lên liên tục luôn. Chỉ gỡ không kịp luôn á. Quá trời cá. Cá dính rồi. À, thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây. À, chúc cả nhà xem video khỏe nha.